Ok, chào các bạn nha. Hello, hello. Anh chào các bạn nha. Ok, chào nhà. Hôm nay thì anh sẽ tiếp tục giải cho bạn cái đề số 8 nha. Đề số 8 trong cái series ăn chắc 8,5 điểm này. Tí luyện đề hả? Ừ, tí lại luyện đề các bạn. Đề khá là dễ thôi. Mình sẽ cùng nhau sửa trong khoảng tầm một chút. 30 phút, 40 phút gì đó thôi đúng không ạ? Có khóa cái gì? Có khóa cấp tốc mục tiêu. Khóa cấp tốc các bạn, đăng ký khóa cấp tốc thì quanh quanh tầm 8 cộng. Đấy, mục tiêu 8 cộng thì bạn đăng ký lớp cấp tốc rồi nhá. Có, nay anh like nhá, anh sẽ like giải cho bạn cái đề số 8 nhá. Đề số 8 series chắc 8,5 điểm, chắc like khoảng tầm một lúc thôi, bạn tập trung ha. Rồi, hello các bạn đang xem live stream nhá. Chào bạn, chào Nhung nhá. Chào bạn luôn. Các bạn đang xem livestream mà thấy hay có thể thả tim cũng như là share livestream giúp anh nhá, tương tác nhiệt tình này. Mình chỉ có đâu đó khoảng tầm chắc phải nghĩ nhiều lắm thì 40 45 phút thôi giải cái đề này ha. Rồi bắt đầu luôn nhá. Chút em học nữa hả? Ok. Lát nữa thì khóa luyện đề các bạn nhớ lịch học ấy ạ. Luyện đề nhớ lịch học mà vào xem live giải đề nhá. Ok. Anh giải luôn các bạn nhá, câu hỏi số. À đợi anh một chút. Câu hỏi số 41 nhá. Ở đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Chrome 6 oxit nè. Chrome 6 oxit thì theo bạn nó sẽ có công thức là gì ạ? Đây bạn để ý thêm cho anh này. Đây là chất rắn có màu đỏ thẫm nhá, và tính oxit à cái gì nhỉ? Tính oxy hóa của nó tương đối mạnh. Vậy thì theo bạn thì là công thức của Chrome 6 oxit là gì ạ? Chọn đi các bạn. Chọn đi ạ. Công thức của Chrome 6 oxit. Đúng không? Cái này là 6 đúng không? 6 hay là 4 nhỉ? 6. Chrome 6 oxit của bạn thì rõ ràng là A rồi. Chuẩn chưa? À, câu hỏi số 42 nè. Trong nhiều vụ ngộ độc này do rượu thì có chứa thành phần là methanol. Methanol là gì các bạn? Methanol đó chính là CH3OH. Câu hỏi số 43 thì sao? Nhôm không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao. Vì gì ạ? Vì bề mặt của nhôm này các bạn hình dung là có một cái lớp oxit X rất mỏng, bền, mịn. Cái gì ạ? Không cho nước và không khí thấm qua. Đó chính là gì các bạn? Các bạn hình dung thì nhôm mà liên quan đến oxit của nó thì chỉ có là gì? Al2O3 thôi. Chứ chẳng nhẽ là liên quan gì đến kim loại đồng hay là kim loại sắt ở đây được. Đúng không ạ? Câu hỏi số 44 thì sao? Polyethylene được điều chế từ cái hợp chất nào sau đây? Thì bạn hình dung là polyethylene thì nó sẽ được điều chế từ từ ethylene thôi chứ còn từ cái gì nữa? Ethylene của bạn đây này. Một cái alken có 2C đúng không ạ? Câu hỏi số 45 là công thức của natri hydrocarbonate là gì ạ? Natri hydrocarbonate đó chính là D cuối. Câu hỏi số 46 nhá. Ở đây các bạn sẽ có một cái, đây là một alpha amino acid này. Thì theo bạn là alpha amino acid này có tên gọi là gì ạ? Alpha amino acid này có tên gọi là gì nhỉ? Valine, alanine, glycine hay là lysine ạ? À? Đó chính là B nhá, alanine nhá. Câu hỏi số 47 ạ, chất nào sau đây là amin? Thì bạn hình dung là amin thì nó sẽ có gì ạ? Có CH nitơ. Đó, vậy thì đây các bạn sẽ nhìn xem ạ. Đây, đáp án C này. Carbon, hydro và nitơ đúng không ạ? Câu hỏi số 48 là kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thì quá dễ rồi, kim loại kiềm của bạn là kim loại nhóm 1A. Kim loại mà có hóa trị là 1 đấy ạ. Nó nằm ở cái bảng nó nằm ở cái cột đầu tiên trong cái dãy, trong cái bảng tuần hoàn hóa học của các bạn. Vậy thì đây đó chính là kim loại kali nhá, là kim loại kiềm. Câu hỏi số 49 nào, trong khí thải của bạn nhá, do đốt nhiên liệu hóa thạch này thì nó sẽ chứa cái khí X ở đây không màu gây ho. Khi mà khuếch tán trong bầu không khí, X là nguyên nhân gây ra mưa axit của bạn. Thì theo bạn là nguyên nhân gây ra mưa axit ở đây là gì ạ? Mà liên quan đến nhiên liệu hóa thạch khi mà đốt cháy các bạn. Thì bạn sẽ chọn gì nhỉ? Chọn gì? Ừ đúng rồi. Đó chính là gì ạ? SO2. Giờ mới nhìn lên trên comment. SO2 đúng không ạ? Chuẩn luôn. Câu hỏi số 50 nhá. Công thức của chi sterin là gì ạ? Chi sterin là một chất béo. Nó là thằng C17H35CO đấy. Đáp án A luôn nhá. Câu hỏi số 51 thì sao? Ở đây bạn thấy etinamin này. Là một cái amin như thế này. Tác dụng với dung dịch chất nào sau đây? À quên, tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch chứ? Tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch? Đây. Tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch các bạn? Các bạn hình dung là amin thì nó sẽ mang tính gì nhỉ? Mang tính bazơ, nó sẽ phản ứng với axit HCl thôi. Ok chưa?
Rồi ok, hello bạn đang xem livestream, bạn đang xem livestream mà. Trời ơi, 300 đứa đang xem mà. Không thả nổi cho anh vài cái tim à. Thả tim tương tác nhiệt tình nhá. Bạn nào mà chưa có đề ấy, thì bạn có thể vào group ở trên phở bò nhá. Vào group trên này này, làm theo đúng các bước và inbox cho anh thì anh sẽ gửi cho bạn là file đề ha. File combo 5 đề, mỗi lần mình sẽ học 5 đề. Mỗi lần thì anh sẽ gửi cho bạn 5 đề, mình sẽ giải trong khoảng tầm 5 ngày. Giải xong 5 ngày thì mình nghỉ 1 ngày. Sau mình lại đi giải tiếp. Ok không ạ? Nó khá là dễ thôi đúng không? Em thả tim này em ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, thả tim xong rồi, bây giờ mình lại tập trung, mình lại giải tiếp. Câu hỏi số 52 nào. Chất nào sau đây là disaccharide ạ? Disaccharide của bạn thì đó chính là saccharose thôi, là disaccharide. Câu hỏi số 53, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Thì bạn nhớ cho anh cái thứ tự này, đó là bạc, xong rồi đến đồng, xong đến là vàng, nhôm và sắt đúng không ạ? Vậy đây rõ ràng bạc là tốt nhất rồi, chọn C. Thằng nào mà không có bạc ấy, thì bạn sẽ chọn thằng thứ hai là Cu. Đấy, cứ ưu tiên như thế này thôi. Câu hỏi số 54 thì sao? Sắt 3 hydroxit là chất rắn có màu nâu đỏ này. Công thức của sắt 3 hydroxit ở đây là gì ạ? Rõ ràng là B rồi. Hydroxit chính là cái nhóm OH nhé. Hydroxit là nhóm OH đấy. Câu hỏi số 55, câu này là kiến thức lớp 11 đây này. Bạn thử chọn anh xem nào. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu ạ? 55 nhá. Chất điện ly yếu là gì các bạn? 55. Chất điện ly yếu. Lớp 11 đấy ạ. Đờ hả? Đề cuối. Đờ cái gì mà đờ? Đề cuối. Không phải đờ đâu nhá. Câu hỏi số 56 nào. Trong công nghiệp ạ, kim loại nào sau đây tác dụng với là gì ạ? Đâu? Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp đó là điện phân nóng chảy các bạn. Điện phân nóng chảy thì sẽ điều chế các kim loại đứng đầu ấy. Đây, có natri. Điện phân nóng chảy thì nó sẽ điều chế các kim loại nhá. Cái khi nào bạn cần chấm chấm này, đến magie, đến Al này, là các kim loại được điều chế bằng gì ạ? Điện phân nóng chảy cả. Câu hỏi số 57 nhé. Este nào sau đây tác dụng với NaOH thì thu được là gì ạ? Natri acetat. Thì bạn lưu ý cho anh này, cái gốc acetat thì rất là quen thuộc với bạn rồi. Đây, đây chính là cái gốc acetat này. Thì bạn nhìn xem, chỉ có đáp án D là đáp án duy nhất có cái gốc acetat này thôi. Câu hỏi số 58, tính chất hóa học đặc trưng của kim loại thì đó chính là gì ạ? Đừng có tính axit hay là tính oxy hóa, nó là tính khử nhá. Tính khử. Vì sao ạ? Tại vì bạn thấy là kim loại của bạn nhá thì nó sẽ có khả năng cho electron. Nhường e đấy ạ. Câu hỏi số 59 à. Bài tập tính toán nào. Bài tập tính toán, đứa nào mà chưa tính thì lôi máy tính ra tính cùng anh này. Solo xem đứa nào bấm nhanh hơn nhá. Shift 93 bằng bằng cái cho nó chắc. Cho nó chắc. Thực ra máy tính nó không hay lỗi đâu, nhưng mà anh hay có thói quen reset lại máy một tí cho nó tự tin thôi. Câu hỏi số 59 nào. Ở đây các bạn sẽ hình dung là có hai kim loại kiềm, khi mà tan trong nước này thì thu được là khí H2. Thì bạn lưu ý cho anh này, mình sẽ có nhá, đầu tiên số mol của OH trừ thì bằng 2 lần số mol của H2. Số mol OH trừ thì bằng 2 lần số mol H2. Tiếp theo ở đây các bạn hình dung là axit trung hòa bazơ đúng không ạ? Thì bạn sẽ có là số mol của OH trừ chính là bằng số mol của H cộng luôn. Thay vào đi ạ. Lấy 2 nhân 0,12 thì ở đây các bạn sẽ có số mol OH trừ chưa? Số mol OH trừ chính là số mol H cộng. Vậy thì thay vào tính thể tích thôi, chia 2 này, chia 2 này. Ở đây bạn được là 0,06 ml. Thì nó sẽ tương ứng là gì ạ? 60 ml. Chọn A nhá. A chứ sao lại D? A chứ mấy cái má này. Đây. Đợi anh lấy cái tờ giấy nháp phát thử anh sẽ giải thích cho bạn tại sao bạn lại có các công thức như thế này. Anh lấy cái giấy nháp anh giải thích cho anh giải thích ở đây nhá. Thông thường ấy thì bạn phải chịu khó là gì ạ? Các bạn phải nhớ được công thức như thế này này thì bạn sẽ xử lý bài tập nhanh. Vậy thì bạn nào mà không nhớ công thức này thì tại sao nó lại có các công thức như thế này? Thì bạn lưu ý cho anh nhá, kim loại kiềm của bạn ấy khi mà tác dụng với nước ấy thì bạn hình dung là phương trình ion của bạn là nước, nó sẽ phân ly ra OH trừ cộng với H2. Cân bằng thì bạn sẽ thêm 2 vào đây. Thêm 2 vào đây chưa? Vậy thì số mol H2 của bạn đây 0,12. Thì bạn thấy là các bạn nhân đôi lên một cái thì bạn sẽ có OH trừ chưa? Thấy OH trừ nó gấp đôi lần số mol H2 không? Tiếp theo này, axit trung hòa bazơ thì đó là phương trình gì ạ? H cộng cộng với OH trừ tạo ra cho bạn là nước. Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là gì ạ? Số mol của OH trừ bằng 0,24. Thì nó cũng chính là số mol của H cộng thôi. Đấy, thông thường thì ngồi viết hai phương trình ion này ra thì bạn sẽ ra được là gì ạ? Sẽ là tỷ lệ số mol các chất. Còn nhớ rồi thì chịu khó mà thay số vào luôn đúng không? Vậy thì khi bạn thấy nhá, số mol H cộng đây 0,12 này thì bạn lưu ý cho anh này. Đây là H2SCO4. Thì bạn phải lấy 0,24 bạn chia đôi là bằng 0,12 mol chưa? CM thì bằng N chia V. Vậy thì bạn sẽ lấy số mol các bạn chia cho 2 thì bạn sẽ ra được thể tích. Mới thấy Nhung comment đấy hả? Chết giờ. Kinh quá. Các bạn va, các bạn va gớm thật. Không những công nghệ va với cả anh mà còn các bạn khác nữa. Trời ơi.
Rồi, câu tiếp theo nhé, câu hỏi số 60 nào. Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ấy? Ui, đau quá các bạn. Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ấy? Em bây giờ giọng khác rồi đấy các bạn này. Phát biểu đúng các bạn ơi. Glucose bị thủy phân trong môi trường axit thì rõ ràng là sai rồi. Đây là monosaccharide thì làm sao mà thủy phân được đúng không ạ? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh thì rõ ràng. Amylopectin của bạn là thằng có cấu trúc mạch phân nhánh nhá. Có cấu trúc mạch phân nhánh nha. Câu hỏi số 61 nào. Ở đây các bạn sẽ có một cái oxit sắt từ nhá. Đây. Fe3O4 của bạn đó chính là oxit sắt từ. Thì bạn hình dung là oxit sắt từ tác dụng với H2SO4 loãng dư thì thu được dung dịch X. X của bạn ở đây gồm cái gì ạ? Bạn lưu ý cho anh này. X của bạn nhá. Khi phản ứng H2SO4 loãng ấy thì nó sinh ra bạn Fe2+, Fe3+. Ngoài ra là gì? Các bạn thấy có axit dư không ạ? Thì bạn phải điền luôn cho anh là H cộng vào. Đây chính là X của bạn. Ngoài ra thì nó sẽ có SCO42- nữa nha. Đây. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu bạn là gì ạ? Phát biểu nào sau đây là không đúng này. Nhớ phải chọn cho nó chính xác vào. Người ta yêu cầu không đúng thì phải là chọn không đúng chứ, đúng không ạ? Chẳng nhẽ mình lại chọn đúng à? Cái lỗi đấy cũng hay sai đấy mấy. Bạn cẩn thận. X của bạn tác dụng với AgNO3 có phản ứng hay không các bạn? Câu trả lời là có. Cái này là đúng này. Bạn hình dung là cứ có sắt 2 thì sắt 2 sẽ phản ứng với Ag+. Nhớ nhá, sắt 2 thì sẽ phản ứng với Ag+. X có thể làm nhạt màu thuốc tím đúng hay sai ạ? Đúng luôn. Các bạn cứ thấy có sắt 2 thì nó sẽ làm mất màu thuốc tím. X không thể hòa tan được Cu. Cái này là gì ạ? Cái này là sai rồi. Cái này là sai. Bạn hình dung là gì ạ? Sắt ở trong này có sắt 3 đúng không ạ? Mà rõ ràng mình thấy là phương trình Cu cộng với sắt 3 thì tạo ra cho bạn là gì ạ? Co2+ cộng với Fe2+ rồi. Thì làm sao cái này đúng được? Cái này sai. Chọn gì ạ? Chọn C nhá. Đấy. Cái cuối cùng này thì gì ạ? Cho NaOH vào X này thì kết tủa thu được nhá. Các bạn hình dung này, khi mà cho NaOH vào X ấy, thì bạn sẽ thu được cho anh là hai kết tủa FeOH tất cả hai lần cộng với gì ạ? FeOH tất cả 3. Thì bạn lưu ý cho anh này, kết tủa thu được để lâu trong không khí thì có khối lượng tăng dần, đúng hay sai ạ? Hoàn toàn đúng. Bạn lưu ý nhá, kết tủa này này, khi mà để lâu trong không khí ấy, thì cái thằng này đó, nó sẽ phản ứng với oxy và nó sẽ tạo ra FeOH tất cả 3 lần. Vậy thì rõ ràng đang là Fe2, nó lên đến Fe3 thì khối lượng nó chả tăng lên à các bạn, đúng không ạ? Đúng không? Bạn thấy khối lượng nó tăng lên chưa? Rồi các bạn đã xem live stream của anh, tương tác đi các bạn. Các bạn chịu khó thả tim cho anh nhá. Không anh flop đấy. Anh flop anh không like cho bạn đâu. Bạn nào đang xem live của anh mà chưa follow kênh anh thì đừng quên follow. Sang tuần thì anh sẽ like. Rồi anh xem có cái, chắc cũng có vài đề thi thử rồi. Sang tuần anh sẽ like thêm cho bạn các đề thi thử nữa. Vào buổi trưa. Tối thì là giải đề. Tối thì giải đề 8,5. Ồ, sang tuần có nhiều đề thi thử phết rồi đây này. Sang tuần anh sẽ like cho bạn đề thi thử đấy nhá. Rồi, tiếp ạ. Mình lại đi giải tiếp thôi. Câu hỏi số 62 là phát biểu nào sau đây là đúng ấy. Phát biểu nào sau đây là đúng ấy. Đấy, bạn hình dung là sản phẩm của xà phòng hóa, đọc cho cẩn thận này. Chất béo là axit béo và glycerol. Kiểu gì nhiều đứa không chọn A cho mà xem. Mà A không đúng. A làm sao mà đúng được câu này thế. Câu này các bạn chọn đi ạ. Câu này các bạn comment đáp án đi anh xem nào. Bạn yên tâm, câu này kiểu gì các bạn cũng phải loại được bao nhiêu đối thủ. Nãy anh đã thấy vài cái đối thủ không? Vài đối thủ chọn B rồi. Chưa gì ở chọn B. Đấy, lác đác. Lác đác vẫn có B nha. Đúng rồi, rõ ràng. Cả một khung chat nó chọn D nhiều thế. Phải là D thôi các bạn. Nhưng mà giải thích cho bạn tại sao là các bạn đáp án D là đáp án chính xác, còn đáp án A, B, C thì lại sai. Các bạn nhìn cho anh nhé. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo ấy, thì nó không phải là axit béo, mà nó phải là gì? Nó phải là muối. Một, người ta có nói thì nói là muối. Hai, người ta nói là xà phòng. Hai này y nhau. Được chưa? Còn y B này sao? Các bạn hình dung là dipeptide. Các bạn lưu ý này, peptide nó được cấu tạo bởi alpha amino acid. Các bạn có biết alpha amino acid là gì không ạ? Biết alpha amino acid là gì không ạ? Các bạn sẽ gặp 5 cái thằng alpha amino acid hay gặp, đó là glyala các kiểu đấy. Thì alpha amino acid nhá, các bạn lưu ý cho anh ấy, nó có một cái đặc điểm, đó là gì ạ? Hai cái nhóm chức của nó ấy, nhóm chức này này, nhóm chức acid và nhóm chức amino cùng đính vào một C thì nó là có dạng alpha amino acid. Các bạn nhìn, lưu ý nhìn thằng này cho anh này. Đây nhá, anh tách đây rằng cái thì đây có hai gốc chưa? Bạn thấy hai gốc thì gọi là dipeptide rồi. Tuy nhiên thì nó không đúng, tại vì thằng này của bạn này, cái chất này này, nó không phải là dipeptide. Các bạn thấy là cái nhóm amin của nó đính vào carbon này không ạ? Còn nhóm CO của nó thì lại đính vào carbon này. Hai nhóm chức này nó đính vào hai carbon khác nhau thì nó không phải là alpha amino acid. Ukraine cút à? Cái thằng này Ukraine mà nào trong này.
Ukraine bắn nhau à? Sao mà tự dưng lại nhảy vào trong này đúng ấy. Đây, các bạn hiểu tại sao nó sai chưa? Polyethylene terephthalate được phản ứng trùng gì ạ? Trùng hợp, cái này cũng là sai rồi, nó phải là trùng ngưng. Đó là các lý do tại sao ba phương án đầu sai nhé. Block luôn. Lớp 1 á hả? Đừng có comment linh tinh, để vậy chửi nhau. Nó không hay đâu nhá. Lâu, thôi kệ đi. Nó lại câu B á. Nó lại câu B ở đây này. Các bạn học về alpha amino acid, các bạn mở sách giáo khoa đấy. Các bạn có nhớ alpha amino acid là gì không ạ? Nhiều bạn có khi chả biết đấy. Alpha amino acid là gì? Đây. Ôi trời, anh vừa mở phát nó sang luôn cái amino acid của mình. Bạn nhìn nhá, đây là các alpha amino acid của bạn này. Đúng không ạ? Đây, để anh lấy kiếm cái bút chì anh tô bạn xem. Bạn nhìn xem. Bạn có nhớ anh vừa nói là gì ạ? Cái nhóm trước của nó ở đây này và nhóm trước của nó ở đây phải đính vào một C thì mới gọi là alpha amino acid. Các bạn nhìn đúng không ạ? Đây này. Hai thằng này nó đều đính vào một C, thấy chưa? Alpha chưa? Tiếp theo này. Hai thằng này nó đều đính vào một C, thấy không ạ? Đây này, hai nhóm trước đều đính vào một C này. Thấy không? Tương tự này, hai nhóm trước đều đính vào một C này. Đây cũng vậy này. Hai nhóm trước đều đính vào một C này thì nó mới gọi là alpha amino acid. Học phần này mà có nhớ alpha amino acid là gì không? Thì các bạn hình dung là peptide ấy, nó được cấu tạo bởi alpha amino acid, được chưa? Vậy thì các bạn phải xác định xem cái gốc này có phải là alpha amino acid hay không. Mình nhìn nhá, thằng này thì nó đính vào C này. Thằng cái NH2 của bạn đính vào C này, CO của bạn thì lại đính vào C này. Hai C hoàn toàn khác nhau thì nó không phải là alpha thôi. Dễ mà đúng không? Ừ. Ok, câu hỏi số 63. Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ạ? Fan chua, cái này là sai rồi. Này trai, biết sai đâu không ạ? Biết sai đâu không? Thạch cao nung thì có công thức là như thế này, thằng này cũng sai rồi này. Hỗn hợp tecmit của bạn dùng để hàn đường dây thành phần là như thế này, đúng không ạ? Sai. Đây mới là đáp án đúng. Miếng gang của bạn nhé là một hợp kim, để trong môi trường không khí ẩm thì nó sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. Nhớ cái này không ạ? Mấy câu phát biểu đếm này các bạn đọc cẩn thận nhé. Nếu mà cảm giác chắc chắn 100% thì mình chọn, còn không thì mình chịu khó đọc 4 đáp án rồi mình sẽ xác định xem ạ là thằng nào đúng nhất ạ. Nếu không này sai cả lên đấy. Thép, thép cũng là hợp kim em nhé. Những cái thằng nào mà nó là hợp kim ấy, mà nó trong môi trường không khí ẩm hoặc là trong một cái dung dịch nào đó thì sẽ có quá trình ăn mòn điện hóa thôi. Câu hỏi số gì ạ? Hỗn hợp tecmit mà không biết à? Hỗn hợp tecmit là gì? Hỗn hợp tecmit phải là liên quan đến Al và gì ạ? Al với Fe2O3 chứ. Oxit của sắt. Al với oxit của sắt. Câu hỏi số 64 nhá. Câu hỏi số 64 này. Đấy, lôi máy tính ra bấm nào. Tí giải thích của MIC. Anh vừa giải thích xong đấy còn gì nữa. Đốt cháy là gì? Các bạn nhìn đây. 2 esten này là 2 esten no đơn trước rồi. Thì bạn lưu ý cho anh này. Khi bạn đốt cháy esten no đơn trước thì luôn luôn các bạn có số mol nước bằng số mol của gì ạ? CO2. Được chưa? Vậy thì bây giờ nhá, các bạn cho sản phẩm cháy hấp thụ vào cái thằng này. Thì đâu có kết tủa chưa? Thấy cái thằng này dư không ạ? Khi mà dung dịch bazơ dư thì bạn sẽ có số mol của CO2 chính là bằng số mol kết tủa. Đấy, tính chất bắc cầu chưa? Thằng này thay vào thì được 0,35 này. Đấy, vậy thì bắc cầu lên trên này, số mol của nước bằng 0,35 luôn. Vậy thì bây giờ mình lấy gì ạ? Lấy 0,35 nhân 18 thì bạn sẽ ra được là khối lượng thôi. Đấy, bài tập rất là dễ. Những bài tập này là những bài tập nó siêu dễ đúng không các bạn? Đó, bạn nào mà chưa biết những bài tập này thì bạn có thể quan tâm lớp ôn cấp tốc bên này nhé. Đăng ký lớp ôn cấp tốc mà học. Để cuối đúng không ạ? Câu hỏi số 65 thì sao ạ? Thủy phân saccharose với hiệu suất là 60% thu được là gì ạ? Đọc thế thôi, thu được ở đây là bạc. Bạn hình dung là gì ạ? Sac thì nó không trắng bạc đâu, tuy nhiên sau khi sac thủy phân ấy thì nó lại cho bốn bạc. Thấy chưa? Thủy phân xong đem đi trắng bạc thì lại cho bốn bạc nhá. Hiệu suất đây đặt cho anh là 60% vào. Đây là 21,6, các bạn chia 108 này, các bạn sẽ có số mol thằng này 0,2 chưa? Thì bạn nhìn cho anh nhá, thấy hệ số bằng 4 không ạ? Chia cho hệ số này. Ngược chiều phản ứng thì bạn chia cho hiệu suất này. Thì đây có số mol, nhân với 342 thì bạn được khối lượng của gì ạ? Xác thôi, 28,5. Chọn đề cuối. Đăng ký khoa học là biết bạn ơi. Cũng không hẳn là phải đăng ký khoa học mới biết được. Nói chung là đăng ký khoa học thì sẽ biết được những cái nó hay ho hơn và nó cẩn thận hơn, nó chi tiết hơn, nó bài bản hơn. Nhưng còn trên live thì cũng biết mà, đúng không? Trên live thì làm gì phải không biết. Quảng cáo đi anh. Thôi, không quảng cáo đâu. Này anh đói lắm. Anh đói lắm, anh hết sức rồi. Anh chỉ có sức để dạy các bạn thôi.
quảng cáo làm anh quảng cáo khoa học đi mấy thằng này. Cứ thích mình quảng cáo và thôi, tí nữa đi, tí nữa cuối buổi bạn nào quan tâm thì cố gắng ở lại đây xem anh giải hết đến câu 34 câu thôi, 34 35 câu thôi thì anh sẽ nói nhá. Câu hỏi số 66 đấy, các bạn cứ ở đây các bạn xem đi, các bạn bình tĩnh ngồi xem thằng này, à quên, cái anh này, cái thầy này giải có hay không, giải có hợp với các bạn hay không, bạn có thực sự ưng hay không thì bạn hãy quan tâm nhá, chưa gì đã vội. Câu hỏi số 66 nè, ở đây bạn hình dung là gì, mình có một cái thằng đây là các bạn thấy là chi peptide, thì thường các bạn thấy là chi peptide thì sẽ phản ứng với KH theo tỷ lệ là 1:3 đúng không ạ, số mol thằng này bao nhiêu, 1,2 mol rồi. Xong mình lấy 1,2 chia 3 cái thì mình ra 0,4. Đấy. Tuy nhiên như thế này là không đúng đâu nhá. Đếm này. Gạch đế hả? Không, cái này không gạch đế được. Đấy bạn lưu ý cho anh nhá. Bạn cũng các bạn cũng gạch thôi nhưng mà gạch như thế này thôi. Bạn để ý cho anh là gly của bạn ấy thì nó chỉ có một nhóm axit thôi. Ala của bạn cũng có một nhóm axit. Còn cái thằng glutamic ấy, nhớ không ạ? Glutamic của bạn có hai nhóm. Thành 4 chưa? 1 2 3 4. Vậy thì bạn hình dung là khi bạn đếm như thế thì bạn sẽ thấy là cái peptide này của bạn ấy nó sẽ cộng với gì ạ? 4 NaOH thôi ạ. Đó, số mol của nó là 1,2 rồi. Các bạn lấy 1,2 chia 4 thì bạn sẽ được là gì? Là đây cuối. Đúng ạ. Chứ đừng vội nhá. Không phải lúc nào chi peptide cũng phản ứng với 3 KOH đâu. Để xem, đếm cẩn thận vào. Gly thì có một gốc axit, ala có một gốc, glu thì lại có hai gốc cơ. Cho nên nó phản ứng với NaOH theo tỷ lệ 1:4. Lại là đây cuối đúng không ạ? Câu hỏi số 567 đó. 67 thì sao ạ? 67 này quá dễ rồi này. 67 có gì đâu. Bạn làm gì ạ? Đấy, hôm nào nhé, bạn nào lớp 1 cấp tốc sắp tới lớp 1 cấp tốc sắp tới thì anh sẽ dạy cho bạn về bảo toàn e. Bảo toàn e thấy rất là nhanh thôi. Bạn thấy sắt tác dụng với HNO3 dư thì sắt của bạn nó sẽ nhường 3E, NO của bạn thì cũng là nhường 3E. Vậy thì dẫn đến là gì ạ? Đấy, số mol Fe bằng số mol NO đều là bằng 0,1 thì tích sẽ bằng 2,24 lít. 8 lên 8 cộng hả? 8 mà lên 8 cộng thì tôi tự học thôi. 8 lên 8 cộng thì có gì khó đâu em. 8 thì em có thể đăng ký lớp cơ bản mà học. Tầm 8 thì đăng ký lớp cơ bản học là vừa đấy. Câu hỏi số 68, phát biểu nào sau đây là sai? Cheesterase là chất rắn, đúng rồi, nó là chất béo no. Etin format này, các bạn cứ thấy cái gốc format này này thì nó là trắng bạc, đúng không ạ? Đây này. Đây, thấy format của nó chưa? Thì nó trắng bạc nhá. Câu hỏi số C thì sao ạ? Thủy phân etin acetat thì thu được là gì ạ? Ancol methylic và ancol ethylic. Đúng không ạ? C là đáp án sai. Chiolin của bạn là mất màu nước brom, đúng rồi. Thằng này nó không no bạn. Nó sẽ vẫn cộng với hiđro thôi. À quên, cộng với hiđro hoặc là cộng với brom nhá, đều được. Câu hỏi số 69 à? 69 bạn nào làm rồi nào comment anh xem nào. Em đang trong khóa cơ bản. Ok. Nghe giọng là biết chạy đi. Không chắc đâu, chưa chắc đã giòn đâu. Các bạn chọn cho anh câu 69 đi. 69 chọn gì ạ? 69 gạch đề đúng không ạ? 69 phải gạch đề. Không có câu nào gạch đề để anh gạch đề cho bạn xem nhỉ. Các bạn đăng ký khoa học thì bạn inbox với anh qua TikTok nhé. Đăng ký khoa học các bạn inbox với anh qua TikTok. Bạn chọn câu 69 đi. Hỏi 69 thì bây giờ thì chẳng thấy đứa nào chọn đi. Lụi đề hả? Ấy chà. 69 nhá, các bạn để ý cho anh này. Bạn để ý cho anh này. Lưu ý cho anh như thế này. Câu này cũng các bạn phải xác định ấy, thì bạn sẽ xác định bằng cách loại trừ. Rất là dễ như sau. Bạn để ý nhá. X này cộng BOH tất cả lần. Đây thằng này cũng là X cộng BOH tất cả lần. Tuy nhiên thì thằng này dư này và thằng này dư này. Sau phản ứng các bạn thấy là cái Y là cái chung ạ. Y là cái chung. Mà người ta bảo là gì ạ? Chất Y của bạn tác dụng được với là axit H2SCO4. Bạn lưu ý cho anh nhá. Bây giờ nhá, mình thấy B và C không ạ? Bây giờ anh sẽ đi phân tích cho bạn cái SCO4 ở đây này. Các bạn lưu ý là khi mà cái x của bạn nhá mà có SCO4 thì bạn hình dung là x mà cộng với BA tất cả lần đấy thì cái thằng Y của bạn có phải là gì ạ? Y của bạn có phải là kết tủa BASCO4 không ạ? Đúng không? Cái thằng chung của bạn ấy chính là kết tủa BASCO4. Mà BASCO4 thì làm gì phản ứng với axit đâu, loại luôn. Loại B, loại C. Đấy, cứ thấy SCO4 loại. Được chưa? Bây giờ còn A và còn gì ạ? Còn D cuối thì làm sao để bạn chọn được ạ? Ở đây bạn sẽ thấy cho anh này, cái thằng ALOH tất cả 3 lần. Nhìn thằng này nhá. Bạn lưu ý là cái thằng ALOH tất cả 3 lần ấy, khi mà nó phản ứng với dung dịch bazơ, các bạn thấy này. Đây là hai chất phản ứng với nhau. Đây các bạn hình dung nhá là A cộng với B. Tuy nhiên lại cho bạn hai phương trình phản ứng khác nhau. Đúng không các bạn thấy không ạ?
hai chất phản ứng với nhau mà lại có hai phương trình khác nhau. Tuy nhiên nếu như các bạn dùng ALH tất cả 3 lần mà cho nó phản ứng với dung dịch 3 dơ ấy, thì chỉ có đúng một phương trình duy nhất thôi. Dù thằng nào dư hay là không thằng nào dư, thì chỉ có đúng một phương trình duy nhất là như thế này. Phản ứng hòa tan kết tủa tạo ra gì ạ? Muối và nước. Vậy thì rõ ràng cái thằng ALH của bạn cũng sai rồi. Nên đáp án đúng là đích cuối. Đúng không ạ? Chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Anh ăn gian mất câu 70 á? Ô thế à? Ừ nhỉ. Ô ăn gian thật đấy. Câu 70 đâu? Thế đề này kiếm đề này chắc thế bạn anh bị lỗi đấy. 65, 66, 67, 68, 69. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi ha. Không có 70 thật các bạn. Không có câu 70 thật. Buồn nhỉ. Thế thì đang 8,5 mẹ xuống 8,25 thôi. Máy hết pin rồi, tạm biệt anh. Ok, bye bye. Khóa học bao nhiêu? Ở khóa học thì quanh quanh các bạn đăng ký combo nhá, có cả luyện đề, cả tổng ôn ấy, thì sẽ là một củ. Sẽ là một củ, hơn một củ đấy. Làm sao để biết cái nào Esteno đến trước cái nào không vậy anh hả? Hỏi thế. Thường thì em bạn hình dung là một, các bạn sẽ xác nhìn vào công thức của nó. CnH2NO2 thì là no đơn trước. Hai thì bạn thấy nếu như nó đốt cháy gì ạ? Nó đốt cháy mà tạo ra là gì ạ? Tạo ra CO2 bằng nước thì nó cũng là Esteno đơn trước, nó gì nhiều dấu hiệu lắm. Ok nhá, câu tiếp nhá. Câu số 71 nhá. Những câu thí nghiệm này các bạn để ý này. 12 triệu cái gì? 12 trời ơi là cái gì? 12 triệu đấy. Câu hỏi số 71 những câu thôi. Những cái câu thí nghiệm này các bạn để ý cho anh nhỉ. Biết đâu năm nay sẽ có những cái câu thí nghiệm này đấy. Những câu thí nghiệm này không phải dễ đâu. Mọi bạn nào biết làm đâu. Như này. Tiến hành cái thí nghiệm thử cái tính chất của gì ạ? Glycerol và ethanol. Biết glycerol là gì chưa? Alcohol có 3 nhóm OH liền kề đấy ạ. Ethanol là gì ạ? Đó là cái rượu ethanol của mình ấy. Với đồng 2 hydroxit. Các bạn thấy nhá, bước 1 của bạn này thì các bạn cho vào cả hai ống nghiệm COS-CO4, sau đó thì cho NaOH vào. Mục đích là gì ạ? Khi mà cho COS-CO4 vào, cho NaOH vào, mục đích của bạn là tạo ra COOH tất cả hai lần ở đây. Và thằng này nói luôn cho bạn nhá, nó là một kết tủa có màu xanh. Thấy chưa? Hiện tượng đó. Bước số 2 này thì bạn thêm là gì ạ? Glycerol vào ống nghiệm thứ nhất. Ống nghiệm 1 các bạn thêm glycerol. Thì bạn để ý cho anh, glycerol nó có các nhóm OH liền kề phản ứng với thằng này cho dung dịch gì ạ? Cho phức xanh lam đi ạ. Cho phức xanh lam. Cái thứ hai này các bạn hình dung là ethanol với thằng này. Thì bạn ethanol thì nó chỉ có một nhóm OH thôi, nó chẳng có hiện tượng gì cả. Không hiện tượng. Thế thôi ạ. Vậy thì bây giờ đi nhận biết nhá. Người ta yêu cầu bạn số phát biểu đúng. Sau bước 1 này trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh. Chuẩn rồi ạ. Đồng 2 hydroxit đây. Đồng 2 hydroxit đây. Câu hỏi số 2 thì sao ạ? Sau bước 2 cả hai ống nghiệm kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam. Cái này là gì ạ? Cái này là sai rồi, các bạn hình dung là chỉ có ống nghiệm thứ nhất kết tủa mới tan và cho cái xanh lam thôi. Chứ còn ống nghiệm số 2 thì nó không hề phản ứng mà. Loại đi. Ý C thì sao? Thí nghiệm trên dùng để phân biệt ethanol và glycerol. Đúng rồi ạ. Các bạn thấy không ạ? Glycerol của bạn này hòa tan COH tất cả hai lần cho dung dịch xanh lam này. Đấy. Còn cái ethanol của bạn thì nó chẳng có hiện tượng gì cả. Đúng không ạ? Mình rõ ràng mình phân biệt được. Ý D thì sao ạ? Nếu mà thay thế glycerol bằng propan 1-barion. Biết 1-barion này là gì không ạ? Đây. Đấy, các bạn thấy đấy. Nó cũng là một ancol có hai nhóm OH. Tuy nhiên đấy các bạn sẽ thấy là gì ạ? Hai nhóm OH này của bạn nó không hề liền kề. Hai nhóm OH mà không liền kề nhá thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không phản ứng với gì? COOH tất cả hai lần đâu. Cho nên hiện tượng xảy ra tương tự là sai rồi. Đấy bạn chỉ có là hai phát biểu đúng thôi. Chọn B. Cái gì? Tí xong vào xíu á, mười không hiểu. Tay bàn tay thô ráp các bạn. Bàn tay thô ráp. Bàn tay vất vả đấy. Em lên câu 69 bó tay ấy, thì phải chịu khó học mấy cái này vào. Chịu khó học mấy cái lý thuyết này vào là ok. Đưa em nắm thử mới biết ai sai. Không được, không được. Hư quá, hư quá. Học sinh học trò thế. Thầy giáo đi nhá. Anh thì anh thôi nhưng mà là thầy đấy các bạn. Là thầy đấy nhá. Hư quá. Sống cho đúng mực đúng không ạ? Đây, cũng là một câu hỏi lý thuyết đếm.
Đề thì đề thi các bạn hình dung 8 điểm rưỡi là lý thuyết đếm nhiều đấy. Không học lý thuyết đếm thì còn lâu mới được được 8 điểm rưỡi. Học đi. Glucose bị oxy hóa bởi AgNO3 chuẩn này. Bị oxy hóa nha, không phải là bị khử đâu. Đồng trùng hợp buta 1-3-dien và lưu huỳnh, cái này sai này. Không phải là lưu huỳnh mà nó là gì ạ? Các bạn biết S ở đây là gì không ạ? Buna là do thằng này nhá. Biết S đây là gì không ạ? Không phải là lưu huỳnh, nó là cái gì các bạn? Comment đi. Cái gì thóc sâu á? S ở đây đó là styren. Ái ui. Styren đúng không ạ? Ý C này, khi mà nấu gạch cua xuất hiện gạch gạch gì ạ? Gạch cua nổi lên. Thì theo bạn đó là hiện tượng hóa học thì là đúng hay sai? À, ý C đúng hay sai ạ? Hiện tượng hóa học là đúng hay sai? Ok, ý em. Hiện tượng gì ạ? Đúng rồi, cái này là sai nhá. Cái này là phải hiện tượng gì ạ? Vật lý. Vật lý nhá. Tiếp theo này, do có tính sát trùng cho nên là formol ở đây dùng để ngâm mẫu động vật. Cái này là đi đúng đấy các bạn. Isoamin acetate thì có mùi mùi thơm của chuối chín là đúng hay sai? Isoamin acetate có mùi gì các bạn nhỉ? Có mùi gì? Ý e đúng hay sai nào? Đúng hay sai? Đố anh biết à? Hôm trước là tự dưng mình hỏi đúng hay sai để có đứa này đố anh biết đấy. Thế 1, 2, 3 chuyện với trò trò đúng không? Ơ sao lại đây? À đúng mà. 72 xong rồi 73. Ừ đúng rồi ha. Nhài là benzin đúng rồi. Nhài là benzin acetat. Isoamin acetat thì có mùi chuối. Rồi bây giờ sẽ đến câu 73 với câu 74 này. Nhớ nhầm hoa nhài à. Đỗ đại học đổi tên à. Thế thì khả năng chịu khó mà học đi nhá. Không chịu khó học là khả năng là phải 5-2 năm nữa mới được đổi tên đấy. Đây à, chắc câu này anh làm bên cạnh này thôi nhá. Câu này đã bạn nào làm chưa? Một câu bài toán cũng kiểu đấy. Bài toán này đây, thực tế đấy. Bạn để ý này. À, một trong những phương pháp của bạn để loại bỏ gì ạ? Loại bỏ sắt trong cái nguồn nước của bạn nhá. Là gì ạ? Các bạn sẽ sử dụng vôi tôi. Đây, thì bạn hình dung là trong nước của bạn, nguồn nước của bạn thì nó sẽ có các ion sắt. Thì nó sẽ, nếu mà nhiều quá thì nó sẽ có hại đối với cơ thể. Còn thi thoảng vừa phải thôi thì nó vẫn tốt nhá. Còn nhiều quá thì nó sẽ có hại. Thì bây giờ nhiệm vụ của bạn sẽ, các bạn sẽ dùng vôi tôi. Đấy, để cung cấp OH trừ. Để mình gì ạ? Mình tạo kết tủa với cái thằng này đi. Đó. Để cho nó bớt gây hại đúng không ạ? Vậy thì một mẫu nước có hàm lượng sắt này cao gấp 42 lần so với ngưỡng cho phép. Các bạn hình dung là ngưỡng cho phép của bạn thì chỉ có 0,3mg trên lít mà thôi. Đây là ngưỡng cho phép, nó an toàn. Nhưng mà cái nước, cái hàm lượng nước của bạn này này, nó rất là độc, nó gấp 42 lần cơ. Vậy thì giả thuyết của bạn là gì ạ? Sắt trong mẫu nước trên chỉ tồn tại ở hai dạng là sắt 3 và sắt 2, thấy không? Thấy tỷ lệ không ạ? 1:3. Vậy thì cần tối thiểu bao nhiêu ạ? Mg này xeo tất cả hai lần để tạo kết tủa với gì ạ? 8 mét khối. Rồi, nó rất là dễ thôi. Để ý này, để ý cách tính như thế nào này. Đây, lôi máy tính ra. Bạn thấy đây là có 8 mét khối đúng không ạ? Các bạn biết 8 mét khối nhá, thì nó bằng bao nhiêu lít đúng không ạ? Lưu ý cho anh này, lít của bạn ấy thì đơn vị là decimet khối. Thì bạn phải chuyển 8 mét khối sang decimet khối đúng không ạ? Thì đây nó sẽ là 8.000 decimet khối, chính là 8.000 lít đấy ạ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy 8.000 lít nhá. Ở đâu? 8.000 cơ mà. Các bạn nhân với gì? Các bạn thấy là 0,3mg trên lít. Mà đây anh có 8.000 lít này thì anh sẽ nhân với lại gì ạ? 0,3 x 10 mũ trừ 3 để chuyển sang gam mà. Đây, thì đây các bạn sẽ có 2,4g. 2,4g. Tiếp theo này, các bạn sẽ thấy là đây là cái 2,4g này ấy, đó chính là khối lượng sắt gọi là gì ạ? Cho phép thôi, ngưỡng quy định thôi. Chứ còn thực tế thì nó cao gấp 42 lần. Các bạn phải nhân giúp anh 42 vào. Thì đây, 108 đây chính là gì ạ? Chính là hàm lượng sắt trong cái nước này của mình, trong cái mẫu nước này. Mà bạn thấy là gì ạ? Tỷ lệ mol là 1:3 thì đây các bạn đặt cho anh nhá. A mol này, đây là 3A này. Vậy thì có phải là tổng khối lượng sắt ở đây chính là bằng 100,8 không ạ? Lấy gì nhỉ? 56 nhân x này cộng với lại gì ạ? 3x nhân 56 này là tổng khối lượng sắt đúng không? Thì bằng cái con số vừa rồi đấy. Xếp xe ALC. Các bạn thấy được không ạ? Có số mol luôn. Đó. Khi bạn có A rồi có nghĩa là Fe3 cộng của bạn ấy nó bằng bao nhiêu nhỉ? Ở đây anh viết luôn vào đây ha. Fe3 cộng của bạn là bằng 0,45 rồi này. Tiếp theo Fe2 cộng của bạn bao nhiêu? 0,45 x 3. 0,45 x 3 thì bằng bao nhiêu? Không nhầm được. 1,35. Bấm máy tính cho nó chắc đúng không ạ? Rồi, bây giờ các bạn nhìn phương trình nhá. Người ta yêu cầu bạn là tính cái gì ạ?
người ta yêu cầu bạn là tính xem là xe tất cả hai lần đây cần bao nhiêu. Đây chính là cái thằng OH trừ. Thì mình sẽ cần lưu ý cho anh là mình phải đi cân bằng nữa nha, tại vì phương trình họ chưa cân bằng cho bạn. Bạn thấy là muốn tạo ra FeOH thuật cả 3 thì đây sẽ cần 3 OH. Tạo ra là gì ạ? Ở đây cũng là FeOH tất cả 3 này. Tuy nhiên đây nó sẽ cần cái OH ở đây nữa, cho nên đây cân bằng chỉ là 2 thôi nhá. Lưu ý đoạn này, này cân bằng ở đây là 2 này. Đoạn này là gì ạ? Đoạn này là 1/2 đúng không? Đoạn này là quên xem nào. Đoạn này phải là 1/4 chứ. 1/4. Này là 1/2 này. Đấy, cân bằng nó chuẩn vào. Nói chung là cứ hình dung như thế này cho dễ này. Cứ hình dung như này, sắt 3 thì nó cần 3 OH, sắt 2 thì nó cần 2 OH thôi. Lưu ý chưa? Còn tại sao ở đây lên sắt 3? Tại vì nó cộng với oxy và nước. Đó. Thì đỡ mất công phải cân bằng các con số còn lại. Đấy, 0,45 các bạn nhân 3 cộng với 1,35 các bạn nhân đôi. Thì đây. Đây chính là số mol, tổng số mol OH trừ. Mà bạn hình dung là đây là gì ạ? CaOH tất cả hai lần đúng không ạ? Thì mình đem mình đi chia cho 2 thôi. Uầy. Chia cho 2 thì bạn ra được là gì? 2,025 đúng không? 2,025. Sau đó bạn nhân với lại gì ạ? Phân tử khối cho anh nhá. Một trăm gì ạ? 149,85. Đây cuối nha. Hên vẫn hiểu á? Ô thế à? Câu này anh giảng khó hiểu lắm à? Anh giảng anh cuốn quá không cần ăn cơm à? Gái đẹp mê hóa luôn, kinh nha. Gái đẹp mê hóa cứ từ từ nhá, từ từ đợi tầm sắp rồi đấy. Sắp anh sắp like cho bạn lớp 11 rồi. Đấy bạn hiểu cách làm chưa? Ui đốt cầu nhá, câu cuối này. Không ghi ra không hiểu nổi luôn thầy. Đấy anh ghi ra như này là có ghi ra hay là không ghi ra? Cái này là ghi ra còn gì nữa. Nghe gái đèo kể anh vậy. Không, đâu có. Tại anh thấy là thấy mê hóa thôi. Chứ còn bạn đặt tên thế thì mê hóa thực tế làm vui hả? Hóa thực tế hay mà các bạn. Thế với các bạn. Không phải, anh chỉ thấy là tự dưng bạn đặt tên là mê hóa. Đấy. Thì anh thấy là các bạn mê hóa thì anh thấy hay thôi, thì thú vị thôi. Chứ không phải là gái đẹp. Bạn đặt tên thế thì anh biết như nào được bạn có đẹp hay là như nào không. Trời ơi mấy cái đứa này. Gái đẹp anh ngắm ở photo. Anh bây giờ có quan trọng gì đâu các bạn. Giờ chỉ quan trọng là dậy thôi các bạn ơi. Đưa các bạn về bờ thôi. Đưa mấy đứa 2K6 đúng không ạ? Trên con thuyền này cập bến. Cập bến sông nào không biết. 74 ở đây các bạn để ý này. Cái thằng này, để ý cho anh này, trong bình kín không chứa không khí sau phản một thời gian nhé, để ý này. Các bạn biết phản ứng sau một thời gian không ạ? Nhiều bạn sẽ khi chẳng để ý đâu. Bạn để ý cho anh là khi mà sau một thời gian ấy, có nghĩa là phản ứng xảy ra không hoàn toàn. Khi mà phản ứng xảy ra không hoàn toàn thì thằng này hoàn toàn có khả năng dư. Cho nên là đừng có lấy cái thằng này bấm số mol làm gì cho nó mất công cả. Khả năng nó sẽ xấu thôi. Ở đây bạn hình dung là sau khi mà nó mà nhiệt phân ấy, bạn hình dung là mình sẽ tạo ra MgO cộng với NO2 cộng với O2 đúng không ạ? Người ta yêu cầu bạn tính chất rắn sau phản ứng này. Ở đây nó có thể là dư nhá. Ví dụ thằng này còn dư thì thằng này cũng sẽ còn dư. Vậy thì bây giờ muốn tính chất rắn sau phản ứng nhá, tính cái thằng cục này này thì mình sẽ lấy cái toàn bộ ban đầu 5,92 này. Mình chỉ cần đơn giản mình trừ đi NO2 và oxy thôi thì mình sẽ ra được chất rắn sau phản ứng thôi. Vậy thì muốn tính NO2 và oxy thì tính như nào? Không biết các bạn có biết phương trình này không? Hỗn hợp khí của bạn là NO2 và oxy ấy, nó sẽ hấp thụ vào nước và nó sẽ tạo ra cho bạn một cái axit đó là HNO3. Cân bằng phương trình này đi nào. Cân bằng đi ạ. Nhận nhường E như thế nào? Nó sẽ nhường 1E này. Này là nhường 4E này. Thì thêm 4 vào đây. Thêm 4 vào đây. 2, 4 hero không ạ? Thêm 2 vào đây. Đủ chưa? Chắc chắn là đủ rồi. Bây giờ các bạn nhìn nhá. pH bằng 1. Thể tích ở đây là bằng 0,6 đúng không ạ? pH bằng 1 thì chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là nồng độ mol của OH trừ ấy là bằng 0,1. 0,1 nhân 0,6 thì đây chính là số mol 0,06 mol. Vậy thì số mol thằng này bằng 0,06 luôn. Và số mol của oxy bằng bao nhiêu ạ? 0,015. Thật kể chợ. Vậy thì bây giờ bạn lấy hỗn hợp ban đầu nhé. Bạn trừ đi NO2 và trừ đi oxy thôi. 5,92 nhé. Trừ đi cho anh là NO2 này. Các bạn trừ đi giúp anh là oxy nữa này.
Ok, thì ở đây các bạn sẽ được là 2,68. Dễ không ạ? Còn này dễ nhỉ? Còn này dễ đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bạn chắc không, bạn các bạn phải biết phương trình này này. Không biết phương trình là không biết đâu, không biết nó phản ứng như thế nào đâu. Ở đây nhá, ở đây thằng này khi mà nó tạo ra nó cũng sẽ tỷ lệ mol 1:1, các bạn lưu ý này, thằng này khi mà tạo ra tỷ lệ mol của nó 1:1 luôn, và nó hấp thụ ở đây vừa đủ luôn, có nghĩa là toàn bộ cái lượng khí ở đây này nó sẽ hấp thụ vừa đủ vào nước, không khí nào dư cả. Thì bạn lấy chất rắn ban đầu trừ đi khí thoát ra thì bạn được là chất rắn sau phản ứng. Không biết hướng làm như nào hả? Không biết hướng làm như thế nào nhỉ? Không biết hướng thì khoanh bừa đi. Không biết hướng thì bạn chỉ có khoanh bừa thôi, bạn đi ngủ cho nó khỏe thôi các bạn. Các bạn tích cực các bạn đi nhá. Anh ví dụ bình thường nhá, bình thường ví dụ các bạn đi thi trên trường ấy, anh thấy có một kiểu là đi thi trên trường nếu mà chưa làm hết thời gian nhá, các bạn vẫn phải ngồi lại để các bạn cho hết thời gian đúng không? Mấy kiểu thi học kỳ, thi giữa kỳ làm gì được về sớm đúng không ạ? Nhưng mà đi thi trung học phổ thông được về sớm ạ. Đi thi trung học phổ thông các bạn vào các bạn khoanh khoảng tầm 2 phút thôi. Xong bạn nộp đề các bạn đi về, thế là xong chứ có gì đâu. Thích không? Anh thấy thích phết đấy nhỉ? Hợp lý không ạ? Đấy, đứa nào học giỏi đi thi làm khoảng tầm độ 15 phút thôi, đi về cho nó oách. Hay hay mà. Đó à. Không biết hướng thì đấy, không biết hướng thì như thế, khoanh xong đi về. Tô tô vài cái. Anh nói lại được không à? Câu này các bạn hình dung như này này, các bạn nhắc các bạn luôn, thể nhiều đứa không biết đâu này. Nhắc các bạn luôn này. Cái trường hợp nhiệt phân muối NO3-, trường hợp này rất hay nhá. Đi thi nếu mà có nhớ quay lại đây mà. Cảm ơn tôi. Đây là bài toán về nhiệt phân muối NO3-, thì bạn sẽ có các muối ấy, các muối kiểu như là natri, bari, kali các kiểu ấy. Đó, những cái muối này thì bạn hình dung là khi mà nó nhiệt phân nhá, anh lấy ví dụ là NaNO3. Các bạn biết khi mà nó nhiệt phân tạo gì không ạ? NaNO2 cộng với oxy nha. Nếu nào mà chưa biết thì ghi vào. Một số muối của Mg mà đến Cu ấy, Mg nhá, từ kim loại Mg đến kim loại Cu thì nó sẽ nhiệt phân theo kiểu này. Ví dụ là magie đi. Đấy, giống như phương trình anh vừa viết phía trên ấy, nó cộng với NO2 cộng với O2. Được chưa? Và các kim loại sau Cu. Sau Cu thì ví dụ anh lấy Ag đi. Ví dụ AgNO3 thì nó nhiệt phân theo một cái kiểu khác. Các bạn lưu ý là nó sẽ chia ra các trường hợp khá là khác nhau, thì bạn phải nắm xem là nó thuộc trường hợp nào, trường hợp số 1, số 2 hay là số 3, để mình biết xem là gì ạ, sản phẩm của mình là gì. Này rất là hay đấy nhỉ. Lý thuyết đếm mà hỏi đấy ạ. Lý thuyết đếm các bạn thấy là người ta rất hay hỏi là gì, sao phản ứng thu được kết tủa, sao phản ứng thu được khí không ạ? Hay là phản ứng thu được hai chất tan các kiểu đấy ạ. Đây, bạn thấy không ạ? Sản phẩm thu được hai khí này này. Sản phẩm thu được hai khí này. Này chỉ thu được có một khí thôi. Khuất đấy thì. Khuất Duy Tiến à? Đề gì đấy anh à? Đề này là đề để ăn chắc 8,5 điểm thôi, nhưng mà đề này hôm nay anh thấy mới được có 8,25 thôi các bạn. Anh bị sót cho các bạn mất một câu. Thằng nào comment dài này, anh ơi, em học trên lớp mà thầy giảng mấy cái gì? Nói mấy câu 8,5 đến 9 thì hiểu, nhưng mà lúc em làm đề không tư duy nổi. Hay giải ơi. Các bạn phải hình dung ấy, khi bạn hiểu ấy thì đơn giản các bạn chỉ hiểu kiến thức của thầy các bạn thôi. Còn các bạn phải vận dụng, các bạn phải làm nhiều. Đúng không ạ? Các bạn phải lôi bài tập ra, các bạn phải áp dụng những cái đấy cho nó thành thạo đi thì mới là kiến thức của bạn được. Chứ còn bạn, các bạn mới nghe các bạn hiểu thôi thì đó mới là các bạn hiểu kiến thức của thầy các bạn chứ. Chứ có phải của các bạn đâu mà các bạn đòi bạn làm, các bạn làm ra được ạ. Chịu khó mà làm nhiều vào thì dần dần mới tốt lên được ha. Anh chả dép em dỗi ghê hả? Thì thi thoảng anh, cái anh đọc được, cái anh không đọc được. Sao anh không like? ST vận dụng cao hả? Thực tế là like vận dụng cao thì anh thật bạn là được mấy đứa xem. Bình thường anh giải cho bạn những cái đề thi gì nhỉ? Những cái đề thi thử đấy ạ. Đến lúc giải những cái câu cuối, những cái câu vận dụng cao có được mấy đứa xem đâu. Được 100 đứa xem là nhiều lắm rồi. Thôi, bye bye. À, tí nhá, đứa nào mà lát nữa, có đứa nào ở đây lát học khóa luyện đề bên anh không ạ? Để lát mà học đi, vào mà học đi ạ. Lát luyện đề đấy nhá.
chín rưỡi nhớ mà vào luyện đề mấy cái thằng này. Lịch học còn không nhớ nữa, cứ phải đợi giáo viên, cứ phải đợi giáo viên gọi là gì nhắc nhắc tận tay cơ. Đợi anh thôi, không cái gì mà không phải vào chứ. Nhớ đúng lịch đi ạ. Cứ đúng lịch là bạn cứ vào một cái link cố định như thế, các bạn cứ vào đó là học thôi. Lát 9 rưỡi nhá, anh sẽ giải cho bạn một cái đề. Thôi còn bây giờ anh nghỉ ngơi đi các bạn. Nghỉ ngơi đi. Anh giảng lại thề các bạn. Các bạn cần xem lại thì bạn hãy xem lại nhá. Tại vì anh giảng hai lần rồi mà. Bây giờ lại thì sao? Lại thì anh cũng sẽ nói lại như thế thôi các bạn. Trời ơi, nghe nó nói đi nói lại một cái vấn đề nó nghe nó nhàm chán quá luôn. Anh sẽ up lại nhá. Lâu nay anh toàn up lại cho bạn xem mà. Các bạn để mà xem, anh thấy cái chuyên đề này anh thấy các bạn xem lại khá nhiều. Đấy, anh up cho bạn lên cái đề số 7 rồi. Mai sẽ up cho bạn cái đề số 8 này. Cho bạn nào cần xem lại ha. Bạn nào mà chưa vào group ở trên phở bò thì bạn vào group trên phở bò đi. Ok, thôi. Cho anh tư vấn khoa học tí. Cho anh tư vấn khoa học tí. Đúng ạ. Đây. Khoa học lò CDC đúng không ạ? Bạn biết CDC là CDC là tên Anh thôi. Đặt thế cho nó dễ. lò luyện thi hóa nhá. Cứ nhớ đến lò luyện thi hóa là của CDC nha. Sao lại không cho? Để anh kiếm cơm chứ đúng không ạ? Đây, bên anh thì có các khóa như thế này. Đấy, có một vài lớp như thế này các bạn có thể là quan tâm, các bạn có thể theo học ha. Lớp hiện tại một số lớp nhá, từ dễ đến khó nhá, thì một là lớp cấp tốc. Lớp cấp tốc thì sẽ dành cho những cái đối tượng các bạn mất gốc thì học cũng được, nhưng bạn phải chăm. Dành cho bạn những cái bạn đối tượng mà đã quanh quanh 5 đến 6 điểm gì đấy này. Hiện tại nhá, đang 5 đến 6 điểm thì anh nghĩ là phù hợp với các bạn. Bạn vào đây học lớp cấp tốc là rất là ok. Cái thứ hai đó là lớp cơ bản. Lớp cơ bản thì anh nghĩ là bạn nào phải tầm 7,5 cộng trở lên. 7,5 cộng trở lên thì bạn hãy theo học. Tại vì bây giờ lớp cơ bản anh cũng sẽ dạy từ 7,5, 8 điểm trở lên thôi, chứ anh không dạy dưới cái điểm đấy nữa. Nên bạn nào trong ngưỡng này bạn có thể theo học lớp cơ bản. Vận dụng cao thì sẽ khó. Bạn nào cho anh nghĩ phải tầm 8,5, 8,5 cộng đến 9 gì đấy, các bạn hãy theo học lớp vận dụng cao. Tại vì vận dụng cao anh dạy tương đối khó đấy. Cái thứ tư của bạn thì anh sẽ có lớp luyện đề cho các bạn. Luyện đề thì thường khi bạn đăng ký ba cái lớp này này, thường khi bạn đăng ký ba lớp này thì anh cũng sẽ tặng kèm cho bạn lớp luyện đề luôn, thì bạn sẽ vào luyện đề luôn. Còn một số bạn thì vẫn đăng ký riêng cái lớp luyện đề cũng không sao cả. Đó, lớp luyện đề thì phù hợp với, anh nghĩ là phù hợp với tất cả đối tượng nếu bạn thi trung học phổ thông năm nay. Lớp luyện đề nhá, các lớp này này thì sẽ được học tuần 2 buổi, được chưa? Lớp luyện đề thì sẽ có tuần 3 buổi. Ok, sẽ là anh sẽ live dạy trực tiếp các bạn luôn nhé. Anh sẽ live dạy trực tiếp. Chỉ là các bạn ấy, nếu như các bạn đăng ký sau ấy, nếu bạn đăng ký sau ấy thì bạn sẽ là cần phải xem lại một số video đã học thôi. Còn các buổi dạy thì anh sẽ live trực tiếp ạ. Còn lớp gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Khả năng là cuối tháng này thì anh sẽ mở thêm một lớp ôn cấp tốc nữa thôi. Lớp ôn cấp tốc này, lớp ôn cấp tốc số 1. Cuối tháng sẽ có một lớp ôn cấp tốc số 2. Cuối tháng hoặc là đầu tháng sau. Ôn cho bạn 2 tháng cuối. Mở thêm một cái lớp dạy cho bạn khoảng tầm 2 tháng cuối. Chứ không có nhiều bạn bây giờ nhét vào cái lớp này thì để quên, ý là cuối tháng nếu mà nhét hết vào cái lớp này thì đôi khi bạn sẽ bị hơi chậm chương trình. Còn bây giờ các bạn học lớp cấp tốc vẫn ok. Anh mới dạy có 5-6 buổi gì đó thôi. Hoàn toàn các bạn có thể là dành thời gian các bạn xem lại cái lớp ôn cấp tốc này được. Dành thời gian học được. Chứ không, đừng không, không, không sợ không theo được đâu. Yên tâm theo được. Anh ơi cho em hỏi 8 cộng thì mình luyện những gì ấy? Ý là hiện tại đang 8 cộng hay là đã 8 cộng rồi cần luyện cái gì? Anh lại bận quá không, mệt quá không anh? Trời ơi, mệt chứ. Công việc mà các bạn. Thực tế ra thì nên như thế này này, các bạn hình dung á. Đôi khi bạn sẽ thấy đăng ký học thì bạn sẽ thấy là nên làm video khóa học ấy thì đôi khi nó sẽ hay hơn. Video khóa học ấy thì gần như là nếu bạn đăng ký sau hay đăng ký sớm thì bạn đều có video và bạn đều có thể học được. Thì nó sẽ là một cái có lợi cho giáo viên rất là nhiều. Tại vì giáo viên không cần phải dạy lại. Cứ thế là học thôi. Nhưng mà đôi khi anh thì anh lại không thích kiểu video lắm. Anh cũng, ngày trước anh cũng làm video một lần rồi, nhưng mà anh không thích kiểu video lắm. Sợ các bạn đăng ký về các bạn lại bỏ mứa, các bạn không chịu học thôi. Đốc thúc các bạn học, gửi link like các thứ, gửi link meet các thứ vào cho học chắc hàng tuần ấy mà chả biết có học hay không. Cho vài cái video rồi không biết qua chịu học hay không.
nên là thường các lớp anh sẽ dạy. Anh ơi, em bị mắc mấy câu thực tế ý trong khóa cơ bản nhé. Khóa cơ bản anh vừa mới dạy xong. Khóa cơ bản anh vừa mới dạy cái những cái câu về bài toán thực tế rất là dễ luôn. Các bạn nên là gì nhỉ? Các bạn nên gọi là phải học bài bản từ đầu, chứ các bạn xem những các bạn xem cách giải luôn ấy thì bạn sẽ khó mà hiểu lắm. Các bạn nên 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 gì nhỉ? Nên biết phương pháp của nó. Những cái phương hướng giải từ đầu của nó là gì? Ủa cái này nó bị sao ấy này? Ok. Thôi nhá, lớp 1 cấp tốc có bao nhiêu hả? Các lớp thì khoảng tầm 1 củ hơn 1 củ em ạ. Hơn 1 củ đấy. Các lớp hơn 1 củ ấy. Đăng ký lớp 1 cấp tốc các lớp đầu ấy thì bạn sẽ combo là như thế nhá. Combo nó sẽ là như thế. Bye bye bạn nhá. Xuống đây, tí hẹn gặp lại nhá. Đứa nào lát mà không vào xem tao mới bảo cho. Lát nữa mà không vào học tao mới bảo cho. Bị định ao mà không ao cho. Trời ơi, không ao thì để anh tắt cho nhá. Thôi bye bye bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các buổi học ngày hôm sau nha. Anh tắt đây cho bạn đi làm việc khác, học cho nó hiệu quả.